Video clip này, tôi sẽ giới thiệu cho bạn một cái phần mềm mang tên Video Explainio. Và cái bản của chúng ta sử dụng, nó có thể dùng được làm cái gì? Nó sẽ tạo ra một cái video cho chúng ta. Với cấu hình thấp, chúng ta vẫn có thể sử dụng được phần mềm này. Và làm với một khoảng thời gian rất ngắn, chúng ta sẽ sản xuất ra một cái video cực kỳ nhanh với rất nhiều hiệu ứng đẹp mắt, gọi là animation, có nghĩa là hiệu ứng động của chữ. Và rất nhiều chuyên gia trên internet sử dụng công cụ này để mà họ tạo ra những cái video bán hàng. Và đây cũng là cái công cụ rất là đơn giản, cực kỳ dễ làm để giúp cho bạn tạo ra một cái video. Bạn không cần phải chuyên nghiệp, bạn không cần phải giỏi, mà bạn chỉ cần trang trí đẹp thôi. Dần dần bạn sẽ làm quen với cái phần mềm này và bạn sẽ tạo ra được những cái video cực kỳ tuyệt đẹp. Ok, và công cụ này có rất là nhiều các cái ứng dụng. Và vậy thì làm thế nào để tải và cài đặt phần mềm này? Chúng ta hãy xem video clip tiếp theo nhé. Xin chào.